Laptop thông thường đạt chuẩn AI được trang bị Intel Core Ultra thì trên kênh của chúng mình gửi tới các bạn rất nhiều rồi đúng nào. Thế nhưng mà laptop 2i1 đạt chuẩn AI trang bị Intel Core Ultra thì bây giờ đã là thời điểm khoảng tầm là tháng 6, tháng 7 gần giữa năm 2024 rồi đúng nào. Thế nhưng mà chúng mình vẫn hầu như là chưa có bất kỳ một cái chiếc laptop nào ra mắt ở trên thị trường mà là laptop 2i1 xoay gập cảm ứng 360 độ mà lại đạt chuẩn AI. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây một cái sản phẩm như vậy. Không chỉ là một chiếc laptop 2i1 được trang bị con chip là Intel Core Ultra có nhân NPU mới nhất, mà nó lại còn là một chiếc laptop có ở trong một cái mức giá nó cực kỳ là hợp lý luôn. Chỉ có là 18.990.000 đồng mà thôi. Vậy thì là ở trong một cái mức giá nó rất là rẻ như vậy mà các bạn đã có được một chiếc laptop 2i1 có con chip Intel Core Ultra là chuẩn AI, thì nó sẽ có những cái điều gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua cái video mở hộp nhanh ngày hôm nay nhé. Mình là Pat và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World. Xét về cái hộp thì như các bạn thấy ở đây, một chiếc hộp nó rất là thông thường, giống như là những cái chiếc laptop Lenovo khác đúng không nào? Không biết là ở bên trong thì nó sẽ có cái điểm gì khác không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra và cùng xem như nào nhá. Ở đầu tiên thì mình sẽ đến với cả cái ngăn phụ kiện trước đi. Thì phụ kiện ở trong cái chiếc máy này, đầu tiên là chúng ta sẽ có ở đây một cái bộ sạc có cổng là USB Type-C nhá, với công suất sạc đó chính là 65W. Tiếp theo thì sẽ có một cái ngăn ở phía dưới như này trong cái hộp. Và ở trong này thì các bạn chờ mình một tí nhá. Và như vậy là chúng ta sẽ chỉ có một cái phần cộng dây nguồn như này mà thôi. Nếu như mà các bạn mua những cái chiếc laptop 2i1 của Lenovo mà ở trong cái phân khúc giá cao hơn ấy, khoảng tầm loanh quanh 25-30 triệu đồng, thì các bạn sẽ bắt đầu là nhận được thêm một số những cái mẫu phụ kiện nữa, ví dụ như là bút cảm ứng chẳng hạn. Tuy nhiên thì đối với cả một chiếc laptop 2i1 ở trong phân khúc giá nó khá là rẻ như này thì nó không được trang bị bút cảm ứng. Và theo mình thì đây là một cái sự cắt giảm nó cũng khá là hợp lý mà thôi, bởi vì là không phải ai cũng dùng bút cảm ứng đúng không nào. Tiếp theo thì theo như mình dự đoán nha, là chúng ta cũng sẽ chỉ còn cái chiếc laptop mà thôi, chứ cũng không còn phụ kiện gì ở đâu. Và đúng như mình dự đoán, bây giờ chúng ta không còn bất kỳ một cái món phụ kiện gì nữa cả. Chúng ta chỉ còn một cái chiếc laptop, đi kèm với đó là một vài cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà thôi. Và mình sẽ để cái hộp của chiếc máy này qua một bên và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái chiếc Lenovo Yoga 721 trong cái mức giá nó rất là rẻ như này, xem là nó sẽ có những điểm gì thú vị nhá. Cảm quan đầu tiên mà mình thấy được khi mà mình sờ vào cái chiếc máy này thì ngay lập tức đó chính là các bạn sẽ có ở đây một cái về cái phần gọi là chất liệu cấu thành của chiếc máy, thì nó sẽ hoàn toàn là từ kim loại. Sờ vào cảm giác nó mát lạnh luôn các bạn ạ. Ở trong cái tầm giá khoảng tầm là 18.990.000 đồng thì kể cả là laptop bình thường, các bạn kiếm được một chiếc laptop mà full kim loại nó cũng đã tương đối là khó rồi, chứ đừng nói đến là laptop 2i1 như này. Và tất nhiên thì với một cái chiếc laptop 2i1 thì các bạn sẽ cần phải di động rất là nhiều đúng không nào? Các bạn sẽ cần phải mở máy ra này, rồi sau đó là gập máy lại 360 độ sử dụng trên nhiều tư thế khác nhau. Thế cho nên là cái việc mà nó được trang bị một cái chất liệu cấu thành là kim loại và cái chất liệu hoàn thiện, mức độ cứng cáp của máy mình thấy là nó sẽ khá là cao, thì nó sẽ là một cái điểm lợi nhá. Đó, như các bạn thấy đúng không nào? Và ngoài ra nữa thì có một cái điểm của cái dòng sản phẩm Lenovo Yoga 7 mà mình rất là thích và mình cũng đã nói từ rất là nhiều video trước rồi, đó chính là về cái phần cạnh viền này. Như các bạn thấy ở đây thì cái phần cạnh viền là nó sẽ được bo cong gần như là hoàn toàn 100% luôn nhá. Và từ đấy thì khi mà các bạn cầm máy này để có thể là sử dụng trong cái tư thế như là một cái chiếc tablet như này thì cảm giác nó rất là thoải mái luôn, được chưa ạ? Bởi vì là khi mà cái phần tiếp xúc với cả cái lòng bàn tay của chúng ta là cái phần cạnh viền nó được bo cong ấy, thì cầm cảm giác nó sẽ hầu như là không để lại cái tình trạng cấn một chút nào, mang lại cho chúng ta được cái cảm giác cầm nắm, đặc biệt là về lâu về dài thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Về cái phần cổng kết nối thì như mình thấy ở đây là chúng ta cũng sẽ được trang bị khá là đầy đủ nhá. Ví dụ như là cái phần cạnh phía bên tay trái chẳng hạn thì sẽ có bao gồm là một cổng HDMI này, đi kèm với đó là hai cổng USB Type-C có hỗ trợ Thunderbolt theo như logo mình thấy ở đây. Và tất nhiên là chiếc máy này thì nó cũng sẽ sạc thông qua một trong hai cổng luôn nhá. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái jack combo tai nghe 3.5mm. Sang đến cái phần cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một cổng USB Type-A, một khe thẻ nhớ micro SD nữa, và cuối cùng đó chính là cái phần nút nguồn thì nó sẽ được đặt ở cạnh bên. Đây sẽ là một cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý nhá. Đi sâu vào phía bên trong vấn đề thì chúng ta sẽ có về cái phần khu vực khung bàn phím của chiếc laptop này. Thì về các bạn là mình thấy ở đây nó cũng sẽ khá là cơ bản mà thôi, nó giống như là những cái chiếc Lenovo Yoga khác. Các bạn sẽ có được một cái layout bàn phím tương tự như vậy. Cảm giác gõ thì nó cũng sẽ khá là văn phòng mà thôi, nó sẽ không có những cái điểm gì quá là nổi trội. Và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có được cái phần LED bàn phím màu trắng ở đây để hỗ trợ khi mà sử dụng trong cái môi trường thiếu sáng nhá. Có một cái điểm mình khá là thích của cái dòng sản phẩm Lenovo Yoga 7 đó chính là nó sẽ thường được trang bị hai cái phần giải loa ngoài ở hai bên như này. Và từ đấy thì đối với cả những cái trải nghiệm khi mà các bạn học tập online này hay là các bạn xem phim các thứ chẳng hạn thì cái trải nghiệm âm thanh nó sẽ sống động và nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều so với cả những cái chiếc laptop thông thường là nó được trang bị cái phần loa ngoài ở cái phần mặt đáy. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cái phần touchpad nhá, kích thước tương đối là lớn và cảm giác gì nó khá là mượt luôn. Nói chung thì cái touchpad ở trên chiếc máy này do là một cái dòng sản phẩm Lenovo Yoga mà, cho nên là nó mang lại trải nghiệm tương đương so với cả những cái chiếc laptop ở trong phần khúc giá trung cấp cho đến thậm chí là cao cấp luôn. Và có một cái điểm đặc biệt của sản phẩm này nữa, đó chính là nó cũng sẽ được trang bị cho chúng ta một cái cảm biến vân tay rời ở phía bên ngoài, ở cái phần góc bàn
bàn phím như thế này. Ở đây sẽ là một cái cảm biến vân tay một chạm nhá. Và nói chung là cảm biến vân tay ở trên laptop bây giờ thì mình thấy là không hiểu sao một vài năm trở lại đây thì các hãng đang có xu hướng là bỏ dần đi. Có thể là không trang bị một cái công nghệ bảo mật nhanh nào cả, hoặc là sẽ chuyển sang sử dụng cái cảm biến IRA để có thể là quét cái khuôn mặt của chúng ta. Tuy nhiên thì chiếc máy này được trang bị cảm biến vân tay một chạm thì mình vẫn đánh giá đây là một trong những cái công nghệ bảo mật tiện lợi nhất bây giờ. Các bạn chỉ cần một chạm ngón tay này là có thể đăng nhập vào máy rồi, khá là nhanh đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang với cả màn hình đi nhá. Thì chúng ta sẽ có được ở đây là một cái chiếc laptop 2011 có cái điểm nổi trội là được trang bị một cái thông số cấu hình rất là hấp dẫn trong tầm giá. Cho nên là về cái phần màn hình thì nó cũng sẽ không phải là quá xuất sắc đâu. Khi mà chúng ta sẽ chỉ có được kích thước màn hình đó chính là 14 inch, đi kèm với đó cái tấm nền là IPS LCD. Cái độ phân giải thì nó sẽ chỉ là Full HD mà thôi. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ chỉ có được cái độ bao phủ màu trung bình là 65% sRGB thôi nhá. Ở trong cái tầm giá này thì thực ra là chúng ta cũng có những cái chiếc laptop được trang bị màn hình độ bao phủ màu cao rồi, 100% sRGB hay thậm chí là 100% DCI-P3 chẳng hạn. Tuy nhiên thì chúng ta phải xét trên cái hệ quy chiếu là laptop 2011 nhá. Thì nếu như mà đối với laptop 2011 xoay gập 360 độ có cảm ứng thì thật ra là chúng ta lại không có nhiều sản phẩm được trang bị màn hình độ bao phủ màu cao đâu. Cho nên là mình nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm mà có thể là chấp nhận được ở trên cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với cả cái yếu tố tiếp theo nhé, và đây cũng là cái yếu tố hấp dẫn nhất của chiếc máy này, đó chính là về cái phần thông số cấu hình trong tấm giá. Thì con chip được trang bị ở trên chiếc máy này đó chính là Intel Core U125U, được chưa ạ? Không phải là 125H. Đối với cả con chip Intel Core U125U này thì nó sẽ phù hợp nhất đó chính là với những cái tác vụ văn phòng mà thôi. Nó sẽ không có được một cái mức hiệu năng quá là cao để có thể là làm những cái tác vụ liên quan đến đồ họa này, hay là chơi game chẳng hạn, thì chiếc máy này là nó sẽ chưa thể làm được nhá. Thật ra là với cái con iGPU là Intel Graphics ở đây thì hiệu năng của nó là tầm tầm so với cả Intel Iris Xe trước đây. Thế cho nên là trên thực tế thì các bạn vẫn có thể làm được những cái tác vụ ví dụ như là edit video bằng CapCut này. Các bạn vẫn có thể sử dụng Photoshop được, hay là giải trí với một vài tựa game nhẹ nhàng như là LOL chẳng hạn. Thì chiếc máy này là mình đảm bảo vẫn có thể là cần được cho các bạn luôn nhá. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có được ở đây đó chính là 16GB RAM đã được xem sẵn đủ trên đồ rồi. Thêm một cái điểm nó rất là ngon nữa đúng không nào? Và cái mức bus thì nó sẽ khá là cao ở đây khi mà đạt được con số là 7467MHz. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có ở đây đó chính là 512GB bộ nhớ EED. Các Wi-Fi được trang bị là Intel Wi-Fi 6E AX211 nhé. Một con cạc Wi-Fi nó khá là ngon ở trên thị trường bây giờ đúng không nào? Trong cái tầm giá này thì chúng ta có nhiều những cái chiếc laptop mà được trang bị cả wifi tới từ MediaTek hay là Realtek để có thể là phần nào đẩy hạ cái giá bán của nó xuống. Và cái phần cả wifi đấy thì đôi khi nó gặp phải những cái vấn đề liên quan đến cái sự ổn định này, liên quan đến cái khả năng tối ưu driver thì nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên thì với cái con cả wifi Intel Wi-Fi 6E ở trên chiếc máy này thì các bạn có thể là thoải mái sử dụng ngay lập tức luôn mà không cần thiết là phải thay cả wifi nhá. Chúng ta sẽ có ở đây là một con chip là Intel Core U125U, hậu tố U đúng không nào, tiết kiệm điện. Đi kèm với đó là sẽ có được một viên pin dung lượng khá là cao lên tới là 71Wh cho cái chiếc laptop này. Và ngoài ra nữa nhá thì sẽ có một cái điểm mà các bạn cần phải để ý đến, đó chính là màn hình thì nó sẽ chỉ là một cái màn hình trung bình mà thôi, không có được cái độ bao phủ màu cao cũng như là không có được cái tấm nền OLED này, độ sáng các thứ nó quá là cao. Cho nên là cái thời lượng pin thực tế của chiếc laptop này thì hoàn toàn có thể đạt được từ 7 cho đến là 8 giờ đồng hồ sử dụng nếu như mà các bạn làm việc với những cái tác vụ cơ bản ở trên chiếc laptop này nhá. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh thông qua cái video mở hộp cũng như là trên tay nhanh cả chiếc Lenovo Yoga 721 ở trong cái phân khúc giá nó rất là rẻ như thế này. Với cái mức giá chỉ có 18.990.000 đồng thì các bạn sẽ có ở đây là một cái chiếc laptop 2011 với cấu hình mới của năm 2024 đạt chuẩn AI, có nhân GPU luôn. Và ngoài ra nữa thì những cái yếu tố khác liên quan đến cái phần hiệu năng này, liên quan đến cái phần chất liệu cấu thành, thiết kế bên ngoài, cảm giác cứng cáp và cái cảm giác cao cấp khi mà sử dụng chiếc máy này thì nó sẽ đều có thể nói là top ở trong cái phân khúc giá này rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về chiếc laptop này thì hãy đừng quên là để lại dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé. Và nếu như mà cảm thấy video hữu ích có thể để lại cho chúng mình một like, một share và một sub. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.